Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp, vi điện tử và bán dẫn, trong đó lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao. Để gia tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực trong lĩnh vực chip bán dẫn, thì việc tìm kiếm sự hợp tác của doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên ngay từ trong nhà trường đang được các trường đại học về kỹ thuật tại Đà Nẵng đẩy mạnh. Trước tiềm năng của ngành công nghiệp với điện tử và bán dẫn, các trường đại học trên địa bàn thành phố đã sớm đón đầu thông qua hình thành các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành vi mạch điện tử. Để giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với ngành công nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng này, các trường đại học đã mời các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành có những buổi chia sẻ thảo luận về nhu cầu nhân lực, các mảng kiến thức, kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng. Công ty đang rất là chú trọng trong cái việc là làm sao để nâng cao cái chất lượng của đầu vào của các kỹ sư, thì đã có một số các cái chương trình hợp tác rất là cụ thể với các trường trong cái việc là hỗ trợ trong cái phần đào tạo cũng như là định hướng nghề nghiệp cho kỹ sư sau khi tốt nghiệp. Với sự đầu tư từ Bộ Giáo dục Đào tạo và các nguồn tài trợ, các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hiện các trường đại học khối kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng đã có một số phòng thí nghiệm liên quan về chip bán dẫn tương đối hiện đại và đồng bộ. Những yếu tố này là tiền đề hết sức quan trọng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Việc hợp tác doanh nghiệp sẽ giúp cho sinh viên sẽ tiệm cận với những công nghệ mới nhất ở trên thị trường hiện nay. Khi ra trường họ có thể làm việc ngay. Là tất cả những cái hợp tác thì nhà trường sẽ chú trọng vào cái mặt làm thế nào có thể là hỗ trợ ngay cho công tác đào tạo. Và sau đó là công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. Để có được nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng, bên cạnh thu hút nhà nghiên cứu giỏi tham gia giảng dạy tại các trường đại học, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đồng hành phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Quá trình hợp tác cũng sẽ giúp nhà trường nắm bắt được công nghệ lõi, công nghệ chủ chốt, từ đó có định hướng chiến lược dài hơi. Thời gian ban đầu thì hoàn toàn doanh nghiệp có thể hỗ trợ các nhà trường trong các cái việc tài trợ thiết bị thực tế cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ về tài liệu, tư liệu giảng dạy. Thì trong quá trình đó thì nhà trường với sinh viên sẽ được tiếp cận công nghệ mới nhất, thiết bị mới nhất và giúp phần nào đó sẽ nâng cao cái năng lực đào tạo, chất lượng đào tạo của nhà trường. Và sau đó khi mà đầu ra nhà trường có những cái đội ngũ học sinh, sinh viên chất lượng tốt thì khi quay trở lại thì lại phục vụ tốt cho doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp công nghệ cao như vi mạch bán dẫn cũng gặp không ít khó khăn khi tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Vì vậy, việc bắt tay với các trường đại học được xem là hợp tác đôi bên cùng có lợi, khi doanh nghiệp thông qua hợp tác có thể có nguồn tuyển dụng, tiết giảm chi phí đào tạo lại. Các trường đại học tại Đà Nẵng cũng đang lên phương án để có thể chia sẻ dùng chung giữa các đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp về công cụ thiết kế, thiết bị đo kiểm, phòng thí nghiệm giúp đơn vị có thể tiết kiệm được nguồn lực, tối ưu hóa năng lực.